Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ý nghĩa lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức đoàn. Tại hội nghị, Ban chấp hành lần thứ 2 họp từ ngày 20 đến 26 tháng 3 năm 1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 1961 tại Hà Nội đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 là ngày thành lập đoàn. 1. Ý nghĩa ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Cuối tháng 3 năm 1930, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ 2 tại Sài Gòn. Dưới sự chủ tọa của Tổng Bí thư Trần Phú, hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tăng cường thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại hội nghị lần này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định cần kiếp tổ chức ra Cộng sản Thanh niên Đoàn và chỉ thị cho các tổ chức đảng ở địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức đoàn thanh niên. Từ đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương ra đời. Qua các giai đoạn của cách mạng, tổ chức này trải qua các tên gọi như Đoàn Thanh niên Dân Chủ, Đoàn Thanh niên Phản Đế, Đoàn Thanh niên Cứu Quốc, Đoàn Thanh niên Lao động và ngày nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh của mình. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 năm 1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của đoàn lấy ngày 26 tháng 3, một ngày trong thời gian diễn ra hội nghị Trung ương tháng 3 năm 1931 làm kỷ niệm ngày thành lập đoàn. 2. Lịch sử ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Mùa xuân năm 1930, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt. Như các cấp ủy Đảng, từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của đoàn thanh niên trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành các tổ chức đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta, đồng thời phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu. Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức đoàn, được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Toàn quốc lần thứ 3, họp từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 1961, đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931, một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc về quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác thanh niên, làm ngày thành lập đoàn hàng năm. Ngày 26 tháng 3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Từ ngày 26 tháng 3 năm 1930 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, đoàn đã đổi tên nhiều lần.
Từ 1931 đến 1936, Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Từ 1937 đến 1939, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Từ tháng 11 năm 1939 đến 1941, Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương. Từ tháng 5 năm 1941 đến 1956, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!